Man UTD được dự đoán cán đích top 3 ngoại hạng Anh. Siêu máy tính dự đoán Man UTD giữ vị trí thứ 3 ngoại hạng Anh đến cuối mùa, dù vừa nhận thất bại kỷ lục 0-7 trên sân Liverpool ngày 5 tháng 3. Sau vòng 26 cuối tuần qua, các chuyên gia của Betting Expert đã sử dụng một siêu máy tính để dự đoán cục diện trong phần còn lại của mùa giải. Nó tính đến nhiều yếu tố như bàn thắng kỳ vọng, kết quả và chạy mô phỏng 100.000 lần để đưa ra các tình huống có khả năng xảy ra nhất. Kết quả, Man UTD được dự đoán có 0,3% cơ hội vô địch và 91,3% cán đích trong top 4. Theo bảng điểm chung cuộc của siêu máy tính Betting Expert, đoàn quân dưới trướng Erik ten Hag đứng thứ 3 với 72,9 điểm qua 22 trận thắng, 6,9 hòa và 9,1 thua. Quỷ đỏ hiện đứng thứ 3 với 49 điểm qua 15 thắng, 4 hòa và 6 thua. Trong khi đó, Liverpool được dự đoán chỉ cán đích thứ 6 với 18,2 trận thắng, 8,7 hòa, 11,1 thua và giành 63,4 điểm. Thầy trò Jurgen Klopp chỉ có 18,1% cơ hội chen chân vào top 4 và không có cơ hội tranh ngôi vô địch. Ở vòng 26 tại Anfield, Liverpool đè bẹp Man UTD 7-0 nhờ cú đúp của Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Nunez và bàn ấn định của Roberto Firmino. Đây là chiến thắng đậm nhất của Liverpool trước Man UTD, phá kỷ lục với tỷ số 7-1 hồi tháng 10 năm 1985. Nhưng đây không phải thắng lợi cách biệt lớn nhất với họ mùa này, khi Liverpool đè bẹp Bournemouth 9-0 hôm 27 tháng 8 năm 2022. Theo Betting Expert, Arsenal và Man City là hai câu lạc bộ duy nhất chắc chắn giành vé dự Champions League mùa tới. Trong đó, Arsenal có 73,7% vô địch và sẽ cán đích với 86,7 điểm, còn Man City xếp thứ hai với 82,9 điểm. Pháo thủ hiện dẫn đầu với 63 điểm, hơn thầy trò Pep Guardiola 5 điểm qua cùng 26 trận. Newcastle được dự đoán cán đích thứ 4, trong khi Tottenham và Liverpool xếp hai vị trí tiếp theo cùng tấm vé dự Europa League mùa tới. Brighton sẽ vượt mặt Brentford và Fulham để đứng thứ 7 vị trí dự Europa Conference League. Chelsea câu lạc bộ chi tổng cộng 668 triệu đô la Mỹ để mang về 16 cầu thủ qua hai kỳ chuyển nhượng, gần nhất chỉ đứng thứ 10 với 51,2 điểm. Phía đáy bảng, Southampton, Everton và Bournemouth được cho sẽ xuống hạng. Southampton bị đánh giá có cơ hội trụ hạng thấp nhất với 67,5%, xếp sau lần lượt là Bournemouth 67,3%, Everton 60,9%, Nottingham Forest 31,1% và Leeds 28,8%. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.